Thưa quý vị, hôm nay 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 2021, người dân cả nước chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch. Thế nhưng tại các bến xe, nhà ga trên địa bàn thành phố Hà Nội rất thưa thớt hành khách. Có lẽ là chưa bao giờ các bến xe, nhà ga lại rơi vào tình cảnh này. Ghi nhận của phóng viên VTC trong sáng ngày hôm nay. Tại ga Hà Nội, từ sáng, lượng khách khá vắng vẻ, chỉ có vài khách đến mua vé tàu Tết. Tại khu vực bán vé, chỉ có một vài nhân viên đang làm việc tại quầy chính. Theo ghi nhận, thời điểm này, lượng vé tiêu thụ cho dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán được bán ra giảm 70-80% so với thông thường. Năm nay dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, cho nên nhu cầu đi lại của người dân giảm bớt rất là nhiều. Chỉ một ngày chỉ chạy được 2 chuyến tàu. Hôm nay thì chúng tôi sẽ tăng thêm chuyến tàu của Nghệ An 1. Nhu cầu đi lại của hành khách hiện tại thì vẫn chỉ được 50 vé trên toàn tàu. Tình trạng vắng khách cũng diễn ra ở bến xe Mỹ Đình. Lượng hành khách chỉ lác đác vài ba người, nhiều nhà xe đang hoạt động cầm chừng trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ngày hôm nay thì công ty xe đi có 2 chuyến thôi. Bình thường thì nhiều xe lắm, nhưng mà mấy năm trước thì cứ vào bến là đầy rồi là ra thôi. Nhưng mà hai cái năm dịch bệnh trở lại đây thì nó hạn chế nhiều lắm. Ghi nhận ở bến xe Giáp Bát, dù mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, nhưng mỗi ngày xuất bến chỉ xấp xỉ khoảng 200 lượt xe với 500 lượt khách qua bến, chỉ bằng 1/10 so với các năm trước. Thôi năm ngoái dịp này thì Tết đấy này thì đúng rồi, có khi không chen lấn nổi, nhưng mà năm nay thì vắng teo. Cái này là kể ra mà nói là vậy cũng là cái tốt để phòng chống dịch. Xe tôi đi không có người nào, thì xe không lên đây mà bảo tưởng là có khách về, nhưng mà không có khách. Đấy, giờ về được có mấy người này mà về chắc chắn là hôm nay đi là về là nỗ rồi. Theo dự đoán, tốc độ bán vé sẽ có thể cải thiện hơn vào thời điểm sắp Tết Nguyên đán, khi người dân được nghỉ dài ngày hơn. Tuy nhiên, vẫn còn phải phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh. Theo đại diện các bến xe, nhà ga, dù tồn tại nhiều thách thức nhưng vẫn sẽ đảm bảo phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Chúng tôi vẫn có cái xây dựng cái kế hoạch để làm sao mà với cái phương châm là phục vụ hành khách ngày nào đi hết ngày đó, và chúng tôi cũng cam kết là đủ phương tiện để phục vụ hành khách. Tuy nhiên thì hành khách qua bến thì phải thực hiện nghiêm túc các cái công tác phòng dịch. Nếu nhu cầu hành khách đi lại cao hơn thì chúng tôi sẽ lập thêm tàu, nối thêm toa và sẽ phục vụ hành khách đi đến nơi về đến chốn, tạo điều kiện không để khách ở lại. Hiện tại, các doanh nghiệp vận tải vẫn tăng cường giải pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải. Ngoài thực hiện quy tắc 5K, kiểm tra khai báo, đo thân nhiệt trước khi lên tàu, hệ thống máy quét mã QR cũng được lắp đặt tại các bến xe để hành khách thuận tiện hơn trong việc khai báo y tế. Tương tự tình trạng tàu xe vắng khách ở Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh hoạt động bán vé xe, vé máy bay Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022 vào những ngày này khá ảm đạm. Trong ngày hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2021, lượng hành khách về để nghỉ Tết Dương lịch không nhiều, trái ngược với mọi năm. Ghi nhận của phóng viên VTC tại bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh ngay trong chiều nay. Quý vị, tôi đang có mặt tại bến xe miền Đông. Đây được xem là bến xe đầu mối liên tỉnh lớn nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc. Ngoài năm thì vào thời điểm này các bến xe rất tấp nập, nhưng năm nay thì như quý vị thấy, không khí ở đây thì khá vắng vẻ. Tết Dương lịch năm nay thì trùng vào thời điểm cuối tuần nên người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục. Các năm trước thì người dân sẽ tay xách nách mang về quê để nghỉ lễ, nhưng năm nay thì không như vậy. Theo đại diện của bến xe miền Đông thì hiện nay dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nên lượng khách đi các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên và cả miền Bắc thì rất là ít. Thậm chí thì có nhiều xe phải chạy xe không, và may lắm thì cũng chỉ có chưa tới 10 hành khách. Hiện những người sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trở về quê sau giãn cách khá lớn, nhưng còn ngại quay lại thành phố. Còn những người đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng ngại về quê trong dịp Tết Dương lịch, bởi quy định chống dịch ở các địa phương, và dự báo thì tình trạng tương tự cũng có thể xảy ra vào đợt Tết Nguyên đán. Hiện nay thì lượng xe xuất bến tại bến xe miền Đông chỉ bằng 15-20% so với ngày thường khi chưa có dịch. Lượng khách thì cũng chỉ chiếm từ 5-10% so với ngày thường. Tết Nguyên đán năm nay thì bến xe miền Đông kỳ vọng lượng hành khách có thể sẽ bằng 50% so với mọi năm, nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa biết thế nào bởi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này là 7 giờ kém. Tình hình đi lại của hành khách về nghỉ Tết ở Hà Nội như thế nào? Liệu là lưu lượng xe có thay đổi gì hay không?
Hiện nay phóng viên Khánh Huyền của chúng tôi đang có mặt tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội thì sẽ có thông tin chi tiết gửi tới quý vị khán giả. Xin mời chị Khánh Huyền. Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại bến xe Giáp Bát. Thì như thông tin chúng tôi đã đưa thì các bến xe thông thường vào thời điểm này, các năm về trước thì khắp các cửa ngõ thành phố đã tấp nập người về quê nghỉ Tết dương lịch. Tuy nhiên thì do hôm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tâm lý người dân thì vẫn lo ngại khi di chuyển bằng phương tiện vận tải công cộng, nên lượng người đến các bến xe ở Hà Nội dịp Tết dương lịch giảm mạnh so với các năm. Dù bến xe Giáp Bát đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, số lượng xe khách tại đây giảm đáng kể tại khu vực bến đỗ chờ, trả khách, còn nhiều vị trí trống, chưa có xe đỗ, chỉ có khoảng 200 xe khách mỗi ngày. Và hành khách thì những ngày này chỉ khoảng 4-500 khách một ngày, giảm 25 lần so với trước đây. Thì như quý vị có thể thấy tại đây chỉ có khoảng 2-4 khách trên chuyến xe. Dù là thời điểm vàng trong năm, bến xe vẫn vắng, người mua, hiếm hoi thì có một vài khách tới, nhưng là nhân viên vẫn luôn túc trực tại đây. Ở khu vực sảnh bến xe thưa thớt người qua lại thì các vị trí giữ xe ghế còn trống khá nhiều. Người tới bến thì chủ yếu là các nhân viên và lái xe phụ xe. Tình hình dịch bệnh thì vẫn đang diễn biến phức tạp nên hành khách từ các tỉnh thành phố về Hà Nội xuống thấp cũng là điều dễ hiểu. Ở số lượng hành khách ít ỏi có thể đếm trên đầu ngón tay, khiến doanh thu ngành vận tải xe khách liên tỉnh trở nên giảm sút. Các bến xe khác cũng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách, các chủ xe. Tuy nhiên, việc phòng chống dịch vẫn luôn là yếu tố hàng đầu và bắt buộc phải thực hiện nghiêm. Xin mời trường quay. Vâng, xin được cảm ơn chị Khánh Huyền với những thông tin từ bến xe Giáp Bát. Từ ngày hôm nay thì các hãng hàng không đã bắt đầu tăng tần suất để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2022. Tăng mạnh tần suất bay nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch là yêu cầu chung mà Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo trong giai đoạn này. Các hãng hàng không đã áp dụng nhiều giải pháp đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra y tế, tạo thuận lợi và an toàn nhất cho hành khách. Từ sáng sớm, quầy làm thủ tục check-in của các hãng hàng không ở sân bay Nội Bài đã kín khách. Dù dịch đang diễn biến phức tạp, thế nhưng hành khách đã tiêm đủ 2 liều vaccine vẫn rất tự tin để đi du lịch trong dịp này. Để thuận lợi nhất trong kiểm soát dịch, các nhân viên của hãng hàng không đã hỗ trợ khách từ xa trong khai báo y tế, làm thủ tục linh hoạt bằng máy điện tử cầm tay. Quy trình kiểm soát dịch chặt chẽ đã khiến hành khách yên tâm hơn với chuyến đi của mình. Với cái tình hình kiểm soát tốt như này thì mình nghĩ là khi mà kiểu đi du lịch thì cũng không có phải lo lắng. Cơ bản hàng không đi lại rất thuận tiện và đảm bảo an toàn về mặt phòng chống dịch bệnh rất là tốt. Ngay trong dịp Tết dương lịch này, Vietnam Airlines Group dự kiến khai thác gần 50 đường bay nội địa, thêm 10 đường bay so với tháng 12 năm 2021. Tần suất nhiều đường bay cũng tăng mạnh, trung bình mỗi ngày thực hiện khoảng 300 chuyến bay một chiều. Số ghế cung ứng tăng 120% so với hiện tại nhằm phục vụ cao điểm. Riêng Vietjet đã tăng tần suất đường bay trục Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh lên 49 chuyến khứ hồi một tuần, tăng 42 chuyến khứ hồi một tuần với các đường bay liên kết Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội đến Đà Nẵng. Hướng dẫn hành khách thực hiện các thủ tục về khai báo về online, sử dụng các công cụ về làm thủ tục trực tuyến, làm thủ tục tại các quầy kiosk như các anh thấy ở đây, và để hạn chế giảm cái việc tiếp xúc giữa nhân viên và hành khách. Phát sinh thêm các cái thủ tục về kiểm soát trong thời điểm dịch bệnh tăng hiện nay, nhưng mà với tần suất cao chúng ta vẫn đảm bảo là các chuyến bay làm thủ tục nhanh, gọn và đạt được cái hiệu quả. Dù tăng tần suất bay, tuy nhiên đánh giá chung trong dịp cao điểm Tết dương lịch, công suất khai thác của các hãng hàng không cũng chỉ mới đạt trên 30% so với thời điểm bình thường trước khi có dịch. Hiện nay, ưu tiên nhất trong đi lại bằng đường hàng không vẫn là đảm bảo an toàn dịch bệnh, kiên quyết không để các sự cố dịch bệnh xảy ra trước và trong chuyến bay.